Anh đang làm gì ấy? Anh thấy nhà bẩn nên là anh quét nhà. Ai cho anh quét nhà? Em đến đây để làm bạn gái của anh mà anh phải tự quét nhà. Anh đang coi thường em đấy à? Anh không có ý đấy á. Máy bật sẵn rồi, đi vào phòng chơi game. Hả? Rồi đây. Vợ ơi, anh xin lỗi. Hả? Em vẫn giận anh vì anh làm sức son của em đúng không? Sao đàn ông con trai hở ra là xin lỗi? Anh cứ như thế thì cái bản kiểm điểm này của em có tác dụng gì? Em viết cho em đọc à? Thế sao nữa? Tại cái thỏi son của em cũ quá. Em sẽ mua một thỏi son mới để anh thích quăng thế nào đấy quăng. Thôi không cần đâu, không sao. Được rồi, được rồi. Bạn cứ viết bản kiểm điểm từ từ đi nhá. Anh đang làm gì đấy? Anh đang giặt cái quần của anh ạ. Sao giờ này mà còn giặt đồ? 8 giờ là người ta phải lồng lộn đi chơi rồi. Anh có hẹn với ai đâu? Người ta đã nói đến thế rồi, chả lẽ em phải hẹn bạn cho anh? Để đấy em giặt luôn, đi chơi đi. Không say không về nghe chưa? Dạ, anh thấy cố gắng ạ. Vợ ơi, em ăn xong rồi anh rửa bát nhá. Bỏ cái rổ xuống. Lời em nói không lọt lỗ tai anh à? Làm việc gì thì cũng phải có đầu, có đuôi. Đúng không? Vâng, vâng. Đúng chưa? Đúng, đúng. Em nấu cơm rồi thì em phải rửa bát chứ. Em nói cũng đúng nhỉ. Nhưng em đi thanh toán cái à? Ngồi xuống. Sao? Anh nhìn những cặp đôi xung quanh có ai để bạn trai trả tiền bao giờ không? Đang ở trong quán em muốn tranh cãi rồi nhá. Tự nhiên bén lén đang lùm á. Việc của em với việc của anh. Chị ơi, em thanh toán đấy ạ. Vợ ơi, anh pha xong nước rửa chân cho em rồi đấy. Thứ biểu cảm gì đây? Anh ơi, anh hết yêu em rồi à? Để em được làm bạn gái anh đi. Thì em là bạn gái của anh, anh mới pha nước rửa chân cho em. Không phải là anh đang rửa chân cho em, mà anh đã tát vào mặt em đấy. Kìa. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ngồi xuống, em rửa chân cho anh. Cái gì? Ôi, con này hôm nay nó... Đang rửa chân mà.